Võ Tắc Thiên trốn thuế, bị ép tự sát vì bê bối ngoại tình với 4 cuộc hôn nhân thị phi, bỗng có cái kết gây sốc sau 18 năm ra tù. Lưu Hiểu Khánh sinh ngày 30 tháng 10 năm 1955, là nữ diễn viên Trung Quốc, đồng thời cũng là một tỷ phú. Cuộc đời của Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết với 4 cuộc hôn nhân, nhiều lần ngoại tình và mang trở lại thành công nhất lịch sử sau khi phải ngồi tù vì scandal trốn thuế. Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều ngôi sao đình đám, nhưng không phải ai cũng được giới truyền thông công nhận là truyền kỳ như Lưu Hiểu Khánh, nàng Võ Tắc Thiên kinh điển nhất màn ảnh. Từng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc trong giai đoạn những năm 80-2000. Trải qua 4 cuộc hôn nhân nhiều sóng gió, lại từng ngã ngựa đầy đau đớn vì scandal trốn thuế, nhưng vẫn vực dậy làm lại từ đầu. Lưu Hiểu Khánh khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực. Tuổi thơ không êm ấm và con đường trở thành nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Cuộc đời của Lưu Hiểu Khánh vất vả và gian truân ngay từ ngày nhỏ. Bà bị chính cha ruột bỏ rơi trong hoàn cảnh đau ốm, mắc bệnh lao phổi. Sau khi mẹ đi bước nữa, nữ diễn viên mới được bố dượng thương yêu cho theo học các lớp bồi dưỡng nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, bà tới nông trường lao động làm việc. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, trời phú cùng tài năng nghệ thuật, bà được phát hiện và giúp đỡ tham gia làng giải trí. Lưu Hiểu Khánh từng tự tin tuyên bố, nữ diễn viên giỏi nhất Trung Quốc nhất định sẽ là tôi. Quả thật bà đã làm được điều này với 6 lần đạt giải ảnh hậu Bách Hoa Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa, một kỷ lục đến nay chưa ai phá nổi. Trong suốt 16 năm trời, Lưu Hiểu Khánh chính là người hô mưa gọi gió của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên cho biết, trên đỉnh cao sự nghiệp, bà sở hữu 26 công ty truyền thông và kinh doanh, gia tài ước tính từ 500 triệu đến 1 tỷ tệ, tương đương 1.800 tỷ đến 3.600 tỷ đồng. Nữ diễn viên họ Lưu cũng là sao nữ showbiz đầu tiên có tên trong danh sách Forbes, những người giàu nhất Trung Quốc. Drama hôn nhân sóng gió, từ ngoại tình tới bức ép tự sát chấn động dư luận một thời. Sau thành công vang dội của tác phẩm Đầu Tay, Lưu Hiểu Khánh nhận được vô số lời mời đóng phim hấp dẫn. Thế nhưng ngày đó các đoàn phim đa số đều hoạt động ở Bắc Kinh. Lưu Hiểu Khánh lại không có hộ khẩu ở đây. Nếu muốn tạm trú lại, cần phải qua nhiều thủ tục phức tạp. Trong lúc này, Lưu Hiểu Khánh quen biết với một diễn viên đoàn ca kịch Bắc Kinh tên là Vương Lập. Dù chẳng hề có tình cảm với Vương Lập, Lưu Hiểu Khánh vẫn nhận lời đám cưới vì chỉ muốn có được cuốn hộ khẩu Bắc Kinh trong tay. Chỉ sau 4 ngày hôn lễ, nữ diễn viên đã vội vã đi quay phim, bỏ mặc chồng không thèm đói hoài. Quá mải mê với công việc, Lưu Hiểu Khánh gần như bỏ mặc trách nhiệm của người vợ. Thậm chí bà sẵn sàng phá thai để không làm ảnh hưởng tới việc đóng phim. Mặc dù bị Vương Lập phản đối, nhưng nữ diễn viên bỏ ngoài tai, không quan tâm tới những suy nghĩ của chồng. Đến năm 1980, khi đóng bộ phim Sâu Trong Tâm Linh, Lưu Hiểu Khánh quen biết và rơi vào lưới tình với vị đạo diễn đã có vợ, Trần Quốc Quân. Biết được điều này, ông xã Lưu Hiểu Khánh vô cùng tức giận, cặp đôi liên tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nổi nóng, Vương Lập tát mạnh Lưu Hiểu Khánh một cái và cặp đôi chính thức đường ai nấy đi. Vợ Trần Quốc Quân dù biết chồng tòm tèm bên ngoài nhưng vẫn nhất quyết không chia tay chồng. Mãi tới 3 năm sau mới chịu ly hôn. Trong khoảng thời gian này, vị đạo diễn họ Trần chung sống với Lưu Hiểu Khánh như vợ chồng, bất chấp mọi lời ra tiếng vào của dư luận. Năm 88, Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân chính thức về chung một nhà. Nhờ sự giúp đỡ của người chồng có máu mặt trong showbiz, sự nghiệp của Lưu Hiểu Khánh lên như diều gặp gió. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc hôn nhân của họ rạn nứt khi có kẻ thứ ba chen chân, đó là nam diễn viên trẻ tài năng Khương Văn. Quen biết đàn em kém 10 tuổi khi hợp tác, Lưu Hiểu Khánh nhiệt tình nâng đỡ Khương Văn trên con đường sự nghiệp. Không chỉ hỗ trợ người tình theo đuổi giấc mơ làm đạo diễn, mà còn giúp Khương Văn mở rộng các mối quan hệ. Vì Khương Văn giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của lễ trao giải Kim Mã, có một phần công lao rất lớn của Lưu Hiểu Khánh. Tuy nhiên, Trần Quốc Quân cũng chẳng phải dạng vừa. Nghe được tin đồn tình ái của vợ, đạo diễn họ Trần đã mang theo hung khí tới tìm Khương Văn, ép vị đạo diễn này khai thật về mối quan hệ của hai người. Không chỉ vậy, Trần Quốc Quân còn lôi vợ lên núi, ép Lưu Hiểu Khánh phải thắt cổ tự sát. Mà đến khi nữ diễn viên quỳ gối khóc lóc, ông mới chịu tha thứ. Năm 90, cặp đôi này vẫn đường ai nấy đi chỉ sau 2 năm gắn bó. Sau khi ly hôn, Trần Quốc Quân xuất bản cuốn tự truyện tiết lộ mọi hành động sai trái của Lưu Hiểu Khánh cho bàn dân thiên hạ, khiến danh tiếng của bà bị ảnh hưởng nặng nề, nhận vô số gạch đá từ công chúng. Mối tình của Lưu Hiểu Khánh Khương Văn cũng chẳng thể đi được tới cái kết đẹp vì vị đạo diễn này trót siêu lòng trước Ninh Tịnh khi cùng hợp tác trong một dự án điện ảnh. Chia tay với Khương Văn, Lưu Hiểu Khánh lao vào mối tình với nhiều tài tử khác như nhà văn Á Đinh, hoàng đế phim truyền hình Hồng Kông Ngũ Vệ Quốc,
nhưng đều chẳng thể đi đến cái kết viên mãn. Năm 2000, Lưu Hiểu Khánh lại siêu lòng trước nam diễn viên kém 6 tuổi Tôn Tương Quang, hay còn gọi là A Phong. Lúc ấy Tôn Tương Quang đã có vợ con, nhưng vì yêu nàng Võ Tắc Thiên, ông sẵn sàng ruồng bỏ vợ con để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Vụ trốn thuế gây chấn động một thời và mang trở lại đầy kinh ngạc của nàng Võ Tắc Thiên. Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh bị tố trốn thuế. Hàng loạt công ty bắt đầu làm giả số liệu từ năm 96, trốn 14,583 triệu tệ, tương đương 51 tỷ đồng. Sau quá trình điều tra, Lưu Hiểu Khánh bị bắt ngồi tù 422 ngày. Công ty không những phải trả lại đủ thuế mà còn bị phạt thêm 5,73 triệu tệ, tương đương 20 tỷ đồng. Bê bối trốn thuế đầu tiên trong làng giải trí khiến cả showbiz chấn động. Thế nhưng, sức hút của Lưu Hiểu Khánh cho tới tận bây giờ vẫn là điều gây khó hiểu. Trong khoảng thời gian ngồi tù, bà gửi lời nhắn tới người tình Tôn Tương Quang rằng nếu nguyện ý cho mình, sau khi bà ra tù cả hai sẽ kết hôn. Nam diễn viên lập tức đồng ý điều này. Đáng chú ý, ngay cả tình cũ Khương Văn cũng dốc lòng dốc sức, chi tiền mà luật sư giúp đỡ Lưu Hiểu Khánh. Đến ngày 17 tháng 8 năm 2003, sau khi mãn hạn, Lưu Hiểu Khánh được ra tù và chỉ một tháng sau bà quyết định đăng ký kết hôn với Tôn Tương Quang như đã hứa hẹn. Lúc đó, nữ diễn viên đã 48 tuổi, vẫn còn mắc nợ hơn 20 triệu tệ, tương đương 72,2 tỷ đồng. Sự nghiệp gần như sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù có nhiều người bạn ngỏ ý muốn giúp đỡ về mặt kinh tế, nhưng Lưu Hiểu Khánh đều từ chối, quyết làm lại từ đầu. Bà sẵn sàng đóng những vai quần chúng, dần lấy lại thiện cảm của dư luận. Nhờ tới sự giúp đỡ của Khương Văn, Lưu Hiểu Khánh thành công trở lại màn ảnh. Dù sự nghiệp chưa thể so được với thời đỉnh cao, nhưng bà là trường hợp hiếm hoi có thể làm lại từ đầu hậu scandal trốn thuế. Sự nghiệp thuận lợi, nhưng tình duyên của Lưu Hiểu Khánh lại phải gặp trục trặc. Cuối năm 2005, bà bắt quả tang chồng ngoại tình. Cặp đôi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Sau khi về chung nhà, Vương Hiểu Ngọc sang tên hai căn biệt thự cao cấp của ông ở Mỹ và Hồng Kông cho người đẹp họ Lưu, yêu chiều bà như một nàng công chúa. Giờ đây nhìn vào gia tài của Lưu Hiểu Khánh với những món trang sức có trị giá hàng trăm triệu tệ, hàng chục cho tới hàng trăm tỷ đồng, và biệt thự sang chảnh, không ít người phải ghen tị, đỏ mắt không thôi. Giờ đây dù không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, nhưng Lưu Hiểu Khánh vẫn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kịch nói, tổ chức nhiều buổi biểu diễn quy mô lớn và được khán giả hết sức chờ mong. Tuy nhiên, vì níu kéo thanh xuân, Lưu Hiểu Khánh đã lựa chọn biện pháp giao kéo khiến gương mặt trở nên khác lạ. Hơn nữa, việc căng da mặt, hạn chế nếp nhăn cũng khiến cho phần tai của nữ diễn viên bị biến dạng. Có thể nói sau bao bão giông thời son trẻ, cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh giờ đây vẫn khiến bao người phải ao ước, đặc biệt là Phạm Băng Băng, người cũng từng trải qua bê bối trốn thuế, chấn động và chưa có cơ hội trở lại showbiz một cách hoành tráng, chắc hẳn cũng đang mong ngóng cơ hội được trở mình như bậc tiền bối.